Xin chào các bạn Như vậy là hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về những bài học chữ Hán đầu tiên trong chương trình học chữ Hán của N4 Và nếu như bạn nào mà theo mình trong suốt chặng đường học chữ Hán từ N5 cho lên N4 Thì các bạn sẽ chắc hẳn là các bạn sẽ quen với cách học chữ Hán của mình rồi, rồi đúng không nào nó là đầu tiên thì sau mỗi trước tiên khi mà chúng ta vào học chữ Hán thì các bạn nhớ xem qua cái bài gì nhỉ? Cái bài về các um, bộ trong chữ Hán của mình đã giới thiệu nguyên một bài nguyên như vậy rồi. Thì các bạn nhớ xem để sau chúng ta sẽ nghe mình giải thích về những chữ Hán nó dễ hiểu hơn nhá. À hay thế thì, thì à, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào những chữ Hán của ngày hôm nay. À sang N4 thì chúng ta sẽ học nhiều hơn ngày trước N5 thì chỉ mỗi bài có 6 chữ thôi đúng không nào? Còn N4 từ giờ trở đi chúng ta sẽ thấy là mỗi bài sẽ có gồm khoảng 8 đến 9 chữ Hán nhá và nó sẽ trải dài xuyên suốt từ bài 26 đến bài 50. Cứ học bài nào chúng ta sẽ học chữ Hán kèm theo bài đó luôn. Nên là chính vì vậy mà trong chương trình N4 này thì mình sẽ để là gì nhỉ? Cái tên bài chúng ta sẽ lấy theo là tên của cái giáo trình chúng ta học theo phần ngữ pháp từ vựng đó là sẽ là bài 26 thì chúng ta sẽ học luôn thành ngữ pháp là bài à thành chữ Hán là bài 26 nhá. Hay, và chữ Hán đầu tiên của ngày hôm nay đó là chữ có âm Hán Việt là hội. Hội là gì nhỉ? Hội mang cái nghĩa là gặp gỡ này hay là uh, ok một cái cái um, hội nghị nào đó nhá thì đó là cái từ hội. Chúng ta có động từ gặp gỡ là gì nhỉ? Động từ gặp là aimasu ne và trong chương trình học uh, N5 N4 chúng ta sẽ thấy rất nhiều những chữ Hán mà gì nhờ? Có sự xuất hiện của từ hội trong này Các bạn nhìn thấy chữ hội chưa? Đây, rất nhiều những chữ Hán có sự xuất hiện của chữ hội đúng nào Và cho đến hôm nay khi mà chúng ta học bài 26 này Thì các bạn sẽ thấy mình có gạch chân ở đây Đây sẽ là những cái từ vựng có chữ hội mà chúng ta đã học và chúng ta sẽ cần phải nhớ Còn những cái từ sau này, mình có đánh dấu đây, 31, tức là bài 31 sẽ xuất hiện này Hay là à, đây, bài 35 xuất hiện Thì những cái từ này mình để ở đây để mang tính chất tham khảo cho các bạn Sau này các bạn gặp lại các bạn sẽ thấy là a à, từ này hội, mình học rồi nhá được chưa nào? Thế nên là yêu cầu của mỗi một bài đưa ra gì là các bạn hãy nhớ cho mình cách viết của chữ Hán đó Sau đó các bạn sẽ nhớ cho mình cách đọc của những cái từ vựng mà đã học đến đó rồi trong những cái từ vựng mà chúng ta đọc này sẽ có những cái từ mà nó có thể chúng ta chưa học chưa học thì khi mà vào dạng bài tập thì nó sẽ được chú thích phần thành furigana bên trên nó chỉ để cách cái chữ gì nhỉ cái chữ mà chúng ta chữ hán mà chúng ta học thôi nên là uh, mặc dù là chúng ta có thể nhớ theo ôn âm, âm cưng được nhưng mà tốt nhất là mình khuyên các bạn xuyên suốt từ n năm đến giờ là các bạn hãy nhớ theo gì nhỉ nhớ theo từ vựng cho mình nhá hãy À, nói một hồi thì có vẻ là hơi sợ, hơi khó hiểu nhưng mà bây giờ không sao, không sao đâu Chúng ta sẽ bắt đầu ngay chữ hán đầu tiên và chúng ta sẽ nhìn được hiểu dần ra cái cách học của chúng ta nhá Đầu tiên về chữ hội này thì mình sẽ giải thích chữ hội uh, thứ nhất là về nét viết của nó nhá Các bạn cùng nhau um, Trong suốt học, quá trình học N4, N5 thì mình vẫn khuyên các bạn là chúng ta hãy nên luyện viết thật là nhiều cho mình với một mỗi chữ hán nhá Đầu tiên chữ hội một nét này, hai nét chúng ta có giáo trình rồi đúng không nào đào ở trên website dũng com mà các bạn đào về các bạn lấy tài liệu rồi các bạn sẽ tập viết trong đó cho mình nhá chưa nào? Chữ này có 6 nét tất cả, đúng nào? 6 nét. Rồi, hội là gặp gỡ đúng nào? Mình sẽ giải thích cái từ này, cái ý nghĩa của từ này theo từ gặp gỡ nhá. Rồi, thế bây giờ mình sẽ nhìn này. Gặp gỡ chúng ta sẽ gặp gỡ ở trong gì nhỉ? Trong nhà đúng nào? Trong nhà thì có hai gì đấy? Đây là hai đúng. Hai đúng không nào? Và bên dưới này, cái chỗ này thì mình thường hay giải thích nó là gì nhỉ? Nó là tôi đúng không? Và nó là cái mũi của mình đúng không? Thì chúng ta sẽ hiểu là hai gì nhỉ? Bây giờ có coi như hai người đi. Hai người gặp nhau ở ở trong nhà đúng nhỉ còn làm gì thì mình không biết đâu đúng nào và chúng ta có động từ gặp là gì nhỉ gặp là I phải không nào chính vì vậy mà chúng ta sẽ nhìn vào cách đọc của nó như sau cách đọc của nó đầu tiên là âm cưn âm cưn tức là gì nhỉ âm cưn là âm mà chúng ta gì nhỉ mà chúng ta là âm thuần nhật đấy và nó sẽ đứng một mình khi mà nó, khi mà chữ hắn này đứng một mình để tạo thành một từ có nghĩa là chúng ta sẽ dùng cái cách đọc này cách đọc của nó là ai À, sang đến N4 mình sẽ ký hiệu cái phần này động từ sẽ địa, chia ở về thẳng dạng từ điển nhá, không chia ở dạng mắt sự như N5 nữa. Và chúng ta sẽ hiểu từ này sẽ đọc là I must nhé. I must là là gặp tomodachi ni I must nhé, gặp bạn bè chẳng hạn. Còn chữ Hán này khi mà nó ghép với những chữ Hán khác để tạo thành một từ vựng thì nó sẽ có những cách đọc như sau, một là cai hai là e. Cái phần mà viết theo âm ô như này thì mình ký hiệu bằng chữ katakana nhá để phân biệt. Thế thì um, với cách đọc là cai sẽ rất là nhiều đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy đây thống kê cả một đống đây trong chương trình n 5 n 4 chúng ta gặp quá trời luôn. Thế thì uh, với cái phần này thì mình vẫn sẽ chú thích hết cho các bạn để các bạn thấy rằng là à tất cả những từ này đều đọc là cai. Còn các bạn việc của chúng ta chỉ cần nhớ à, những cái từ mà chúng ta đã học rồi thôi Còn à, những cái từ mà chúng ta chưa biết sau này thì các bạn cứ để sau này chúng ta học dần dần từ từ nhá Còn tất nhiên là ai chăm chỉ thì chúng ta có thể học luôn từ ngày hôm nay được rồi phải không nào Hay chúng ta cùng nhau học nhá Thứ nhất chúng ta có từ kai sha in in Cái chữ sha này này ngay sau đây mình sẽ học thôi đấy thì cái phần này chúng ta mặc dù với mỗi chữ hán này chúng ta có thể chưa biết chừng chữ đằng sau đúng không nhưng mà các bạn hãy coi như là một lần chúng ta nhớ mặt chữ luôn nhá còn cái chữ hán này đọc là cai được chưa nào cai in, là là gì nhở là nhân viên công ty rồi học từ những bài đầu tiên trong minano ni hongo phải không nào tiếp theo chúng ta có công ty sẽ là đọc là gì nhở cai shạ mình sẽ viết trên viết dưới để cho các bạn nhìn nó đỡ bị hoa mắt nhá cai shạ snap Tiếp theo chúng ta có gì nhỉ? Chữ này sẽ là kai gi shitsu. Mọi người có nhớ kai gi shitsu là gì không? Kai gi shitsu là là phòng họp, đúng nào? Tiếp theo này kai gi. Kai gi chúng ta có động từ mà kai là gì nhỉ? Kai gi là gì đấy nhỉ? Là họp, đúng nào? Hay là chúng ta có undo kai. Chỗ này sẽ cái từ undo là vận động nhá. Undo kai thì cái kai này sẽ nghĩa là một cái hội, hội gì nhỉ? Hội thao đúng nào? Hội thể thao đấy. Undo kai. Tiếp theo này Kokai Gijido Kokai Gijido Ok Kokai Gijido Từ này mấy hôm nữa sẽ học này Kokai Gijido có nghĩa là tòa nhà quốc hội Tiếp theo chúng ta có từ tên đăng cai mọi người thấy không? Đều đọc là ra, đều đọc là cai hết đúng nào? Tên đăng cai là hội triển lãm mình sẽ đi nhanh nhá. kêu cai những cái từ này mang tính chất tham khảo này. kêu cai là nhà thờ, Tô cai là là thành phố. Rồi. Nếu mà bạn nào mà chăm chỉ thì ngay từ cái bước này các bạn đã tự học được luôn cả từ vựng cho tất những cái bài đằng sau rồi. Nhớ đó nhá. Kikai là cơ hội dầu là gì nhỉ? dầu là hội trường Có mỗi từ này nhiều ví dụ như này không mọi người ạ? Tiếp theo từ Shakai Chữ này chúng ta có từ Kai xạ Bây giờ ngược lại Shakai sẽ là Bên này công ty còn Shakai sẽ là xã hội nhé mọi người nhé Shakai Tiếp theo chúng ta có từ Bonenkai Bonenkai là gì nhỉ? Là tiệc tất niên nhá Bonenkai Và ngay sau tiệc tất niên khi qua năm mới chúng ta có Shinenkai Sinh nên kai, mình biết này mọi người có nhìn ra không? Sinh nên kai Tiếp theo nhá, chúng ta có từ Nijikai Nijikai là gì nhỉ? Nijikai là là tăng 2 đấy Các bạn đi uh, ăn liên hoa thôi, chúng ta có tăng 1 Thế này, Vậy chúng ta đi, đi, tăng 2 nữa, đúng không? Tiếp theo chúng ta có từ Hapiokai Hapiokai là buổi lễ phát biểu, đúng không nào? Hay là buổi lễ công bố một cái um, gọi dự án Hay là một cái kế hoạch gì đó hay thậm chí là một bài một buổi phát biểu uh, report cuối, cuối cuối khóa chẳng hạn đúng nào chúng ta có từ thai cai chữ đại và chữ hội chữ thai, đại thì học từ n 4 rồi à, n năm rồi phải không nào thai cai đại hội và chúng ta có từ cô ghi cai là một buổi à cô en cai chứ nhỉ cô en cai sẽ là một buổi diễn thuyết nhá một buổi diễn giả đúng nào của các diễn giả đấy và sau này chúng ta sẽ còn khi mà các bạn học lên N4, à, N3, N2 thì các bạn sẽ còn gặp cái cách đọc của từ này trong những cái từ khác khi mà nó ghép à với những chữ Hán khác sẽ đọc theo cái âm e này, đọc là e nhá. Thì cái này sau này mình sẽ học, mình chưa cần phải lo lắng quá. Thế thì vấn đề sau khi học chữ hội này đến đây thì chúng ta sẽ cần nhớ cho mình những cái từ vựng này nhá. Có thể những cái từ này chưa học nhưng mà các bạn sẽ đọc thật nhiều cho mình, chúng ta sẽ nhớ theo mặt chữ nhá. Và quan trọng nhất các bạn nhớ cho mình cái âm này đọc là kai là được rồi, được chưa nào? Thứ nhất chúng ta có từ cai Cai in là gì nhỉ? Cai in là nhân viên công ty rồi. Và bỏ cho nhân viên chúng ta sẽ còn từ từ cai xạ né, cai xạ là công ty. Tiếp theo chúng ta có từ từ gì nhỉ? Phòng họp sẽ là kai gishitsu né, kai gishitsu, kai ghi Tiếp theo này kai ghi, mọi người thấy không? Những cái từ này chúng ta học suốt từ gì nhỉ? Bài 1, bài 3, này, bài ba, bài bốn này. Và bài 6 chúng ta học động từ gặp nhau sẽ là gì nhỉ? Gặp ai đó là I must nhé. I must. Tiếp theo chúng ta có gì nhỉ? Hội thao sẽ là Hội thao này học bài 26 luôn này đúng không? Chúng ta vừa mới học từ vựng ở bài 26 chúng ta gặp luôn từ này đó là gì nhỉ? Hãy ôn lại nhá, đó là hội thao sẽ là Indokai. So, Undokai. Wow, nhiều đúng nè. Đó, học chữ Hán là để ôn lại từ vựng luôn mà, đúng không? Và bài 26 cũng gặp cái từ này là gì nhỉ? từ này học từ vựng có thể hơi khó nhớ nhưng bây giờ được cô thanh ôn lại thế nào cũng nhớ luôn nhá cục cai nè cục ca chữ này quốc này chữ hội này ghi Gi đô nào đọc cùng nhau nhá cục cai ghi đô là gì nhở là tòa nhà quốc hội được chưa hay đó là về chữ hán đầu tiên mọi người hiểu cách học chưa nhở đầu tiên là mình sẽ giới thiệu những từ vựng chữ Hán à những từ vựng trong à, quá trình học Minh Nam Cô mà chúng ta thấy có sự xuất hiện của chữ chữ Hán ngày hôm nay chúng ta học này. Sau đó chúng ta sẽ học cùng nhau về cách viết và gì nhỉ cái câu chuyện làm sao để nhớ chữ Hán đó. Sau đó chúng ta sẽ ôn lại về gì nhỉ? Âm ôn âm cương tức là gì nhỉ? À trong trường hợp này sẽ đọc này, trong trường hợp kia đọc cái kia thì các bạn cứ nhớ theo ví dụ cho mình. Và cuối cùng chúng ta đi bước cuối cùng là chúng ta ôn lại những từ vựng mà chúng ta đã gặp rồi và có chữ Hán này. Còn những cái chữ mà sau này chúng ta mới học thì mang tính chất tham khảo thôi bạn nào chăm chỉ thì học được luôn, còn bạn nào chưa chăm thì để sau này học cũng chưa muộn nhá. Hay rồi, tiếp theo chúng ta bước sang chữ Hán tiếp theo đó là chữ của âm Hán Việt là động. Động là gì nhỉ? Động là chuyển động và chúng ta có động từ gì nhỉ? Ügokimasu. Ví dụ như là đồng hồ nó chuyển động hay là gì nhỉ? Chúng ta di chuyển ra chỗ khác. À không phải di chuyển mà là gì nhỉ? Cử động người đúng nào? À chuyển động người đó. Hay Thế thì động này chúng ta sẽ gặp trong một vài những cái chữ Hán như thế này, các bạn nhìn thấy chưa? Chỗ nào gạch chân sẽ là những cái từ mà chúng ta gặp rồi, học rồi, còn chữ nào chưa gạch chân thì sẽ để sau này đúng không nào? Ví dụ như là máy bán hàng tự động này hay là động vật này hay là Ugo kimas là gì nhỉ? Di chuyển này, chuyển động đúng nào. Hay là có gì nhỉ? Jido sẽ là Seoto này rồi Undo cài là cái mà hội hoạt động thể thao vừa nãy mình vừa mới nói đúng nào. Chúng ta học chữ hội, bây giờ chúng ta học chữ động nhá. Và sau này chúng ta sẽ có gì nhỉ? Dobutsuen là vườn bách thú này hay là gì nhỉ? shimas là gì đây nhỉ? Vận động thể dục thể thao đấy hay là Ugo là, là mình xê dịch một cái cái bàn đúng nào. Thì đó là về chữ động nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về cách viết của nó đã nào Cùng nhau viết đã nhé à, Cô Thanh nói luôn nhanh quá mọi người Có theo kìm không Hay, cùng nhau viết nhá 1 nét, 2 nét, 3 nét 4 nét, 5 nét 6 nét, 7 nét 8 nét, 9 nét, 10 nét và 11 nét. Có tất cả là 11 nét với chữ này. Và chúng ta thấy cái chữ Hán này nó chia ra được làm hai bộ phận, đúng là hai bộ. Đầu tiên chúng ta thấy cái chữ này trong cái bài học về bộ thủ chúng ta hiểu cái chữ này là gì nhỉ? Là ô môi là nặng rồi đúng không nào? Nặng à, nghĩa là nặng nhá Bây giờ chữ đằng sau là chữ Chikara Học N5 học rồi mà bộ thủ cũng học rồi luôn Đó là gì nhỉ? Nghĩa là sức mạnh Đúng nào? Thế bây giờ nghĩa là gì đây? Chúng ta sẽ có cái câu chuyện gì để liên kết để nhớ được cái chữ này bây giờ nhỉ? Thế thì bản thân cái chữ Hán này nó có nghĩa là mình di chuyển đúng không nào. À, di chuyển đồ đạc này hay tự động từ của nó sẽ là gì nhỉ? À, chuyển động đúng không? Thế thì mình sẽ hiểu cái à mình sẽ phân tích cái chữ Hán này theo cái nghĩa rằng là gì nhỉ? mình di chuyển đồ nhá. Là gì nhỉ? vì cái đồ nó rất là nặng đúng không nào. Vì cái đồ rất là nặng nên chúng ta phải dùng sức để gì nhỉ? để di chuyển để xe nó ra đúng không nào. Đó là về chữ động nhá. Nào mọi người thử nhắm mắt và tưởng tượng thử viết được cái chữ Hán này không? Đầu tiên bên này là chữ nặng, bên này là chữ lực. Tức là gì nhỉ? một cái đồ vật nặng muốn di chuyển thì chúng ta cần phải dùng dùng sức để di chuyển nó nhá Hay về cách đọc của nó thì thứ nhất nó có về dạng động từ thì nó sẽ đọc là gì nhỉ? Ugo cự và ugo kasu tức là gì nhỉ? Ugo kimas và ugo kashimas nhé. Ugo thì oh, ugo kimas nghĩa là gì nhỉ? Là chuyển động nhá. Còn ugo kashimas là mình di chuyển ví dụ mình sức tsukue ugo kashimas này sẽ, sau này mình sẽ học nhá. Mình sẽ ghi đây nhá. Ugo kimas và Ugo Ngoài ra khi mà nó ghép với những chữ Hán khác nó sẽ đọc là đô Các bạn nhớ đọc là đô cho mình nhá Đô, chỉ có một cách đọc là đô thôi Và chúng ta sẽ nhìn xem có những ví dụ gì của từ vựng này nhá Thứ nhất chúng ta có từ, mọi người nhớ chữ động ở đâu không? Đây này, chữ động này này, đấy Chữ này chữ động này này, đấy Tất cả những chỗ này sẽ đọc là động hết cho mình nhá Ok chưa? Động Còn những chữ khác chúng ta, mặc dù chưa học chữ Hán này, chưa học chữ Hán này, chưa học chữ Hán này nhưng mà các bạn hãy nhớ theo từ vựng cho mình nhá Nào nhìn cái chữ dài 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 này thì đoán được nó là gì nhỉ? Là cái từ gì chúng ta gặp rồi nhỉ? Jido hambai ki so Jido hambai ki là gì? Jido <laughs> hambai ki là máy bán hàng tự động Xin mời bức ảnh đây chúng ta nhìn nhá à, Ở Nhật thì có rất là nhiều máy bán hàng tự động phải không nào? Jido hambai ki Tiếp theo chúng ta có động vật sẽ là Dovutsu So, dovutsu tôi sửa động vật này tiếp theo nhá à, chúng ta có xe ô tô sẽ là Jidousha sa mọi người thấy chưa chữ à, à, chữ sa học rồi kuruma học chưa nhỉ kuruma học à đúng rồi hình như học lớn năm rồi đúng không chúng ta có từ Jidousha sẽ là xe ô tô đấy xe ô tô phân tích ra chữ g là tự động này đấy là xe ô tô mà tự động <laughs> tự động đi sẽ là ô tô đúng không nào tiếp theo chúng ta có từ Ấn Kai, Cai, Ấn Độ Kai là hội thể thao, đúng nào, hội thể thao. Rồi chúng ta có từ Đô sau này sẽ học nhá. Đô là gì nhở? Đô là sở thú. Rồi, tiếp theo chúng ta có động từ Ấn Độ Shimas. Ấn Shimas là, là mình vận động đấy, đúng nào, vận động. Hay, thế thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại những cái từ vựng mà chúng ta đã học rồi nhá. Đầu tiên nào, chữ này dài dài có nhớ là gì không nhở? Rồi bây giờ đọc được luôn thì giỏi quá Trong phần bài tập thì các bạn chỉ cần đọc cho mình cái chữ đô này thôi Tuy nhiên thì trong phần này thì mình sẽ muốn các bạn là đọc thật nhiều hơn cho mình nhá Là gì nhở? Là Jido Hanbaiki Hai, Jido gì Jido Hanbaiki Viết lại hai lần rồi đúng không? Quá trời, luôn, mọi người phải cố gắng để nhớ luôn nhá Tiếp theo chúng ta có từ Dobutsu nhé. Đô bất là gì nhá? Là động vật rồi. Nào. hãy Hai, kimas Hay là chúng ta chụp ảnh mà là đừng có mà cử động xem ugokanai để kudasai, đúng không nào? Chúng ta có là gì nhỉ? Ô tô sẽ là jidosha. Eh Eto, ôi biết sai mất rồi. Jidosha nhé jidosha. Hay chữ xấu quá gì đâu ạ và chúng ta có bài 26 chúng ta vừa mới học từ gì nhở indo cài nhé indo cài là là hội thao rồi đó là hai chữ hán rồi hay mình sẽ bước sang chữ Hán số 3 Đó là chữ có âm Hán Việt là bộ Bộ này là gì nhỉ? Bộ này là đi bộ, là tảng bộ Chúng ta có động từ Samposhimas Hay là chúng ta có từ gì nhỉ? Arukimas Nế, Arukimas Thế thì đây, mình đã học những cái từ này Aruite Thế thì trong bài năm chúng ta đã học từ này thì đúng Aruite, Aruite là gì nhỉ? Mình đi bộ đâu nào? Aruite ga đấy Hay là chúng ta có gì nhỉ? Bài số 13 chúng ta học từ gì đây? Mọi người thấy chữ bộ đây chưa? tản bộ đi. Hay là gì nhỉ? Chúng ta có động từ ở đây. Arite nó xuất phát từ động từ là gì nhỉ? Arukimas học từ bài 23 nhá. Thì bây giờ hôm nay chúng ta sẽ học động từ này nhá. Là đi bộ là tản bộ, được chưa nào? Hai. Rồi thế thì cùng nhau viết một cái đã xong rồi mình sẽ nói về câu chuyện để nhớ được chữ Hán này nhá. 1 2 3 4 5 6 7 tám, Ok chưa nào? 8. Thế thì bên trên này sẽ có gì nhỉ? Đầu tiên chúng ta sẽ có trên này là gì nhỉ? Bộ chỉ tức là gì nhỉ? Cái nghĩa là gì nhỉ? Dừng lại đúng nào? mê mát, Cái này chúng ta học từ bài bộ thủ rồi đúng không? Và bên dưới đây chúng ta có chữ gì đây nhỉ? Chữ thiểu. Thiểu là gì nhỉ? Thiểu học từ N5 là một ít đúng nào? Là ít. Skoshi được chưa nào? Thế thì chữ này mình sẽ phân tích câu chuyện như thế nào nhỉ? Đi bộ, đi bộ tức là gì nhỉ? Đi bộ là phải làm sao để dừng lại thì càng ít càng tốt thì mới gọi là đi bộ chứ đúng không? Chứ còn đi bộ mà cứ dừng hoài thì người ta không gọi là đi bộ nữa. Đó nhá. Tức là đi bộ là phải dừng ít thôi, mà phải đi nhiều vào cho nó khỏe đúng nào. Hãy đó là chữ đi bộ nhá. Nào, bây giờ cùng thử nhau cùng nhau tập viết lại chữ này xem nhớ không nào. Đi bộ là bên trên thì dừng dừng gì nhỉ? Dừng ít thôi đúng không nào? Skoshi, được chưa? Hay về cách đọc của chữ Hán này chúng ta cùng nhau nhìn lên bảng nhá. Đầu tiên chúng ta cách đọc là ayumu. Mặc dù đây là một cách à, dùng à, có thể không phổ biến trong các chương trình học N5, N4, N3 của chúng ta Tuy nhiên cái chữ Hán này nếu mà bạn nào nghe nhiều các bài hát của người Nhật á Thì các bạn sẽ thấy là cái từ IU này dùng rất là nhiều Cũng có nghĩa là đi Nhưng mà thường nó sẽ dùng trong mang ý nghĩa là đi Ví dụ đi tới tương lai này Tức là những cái mang tính chất trừu tượng như vậy nhá Thế còn cái động từ thực của chúng ta là mà đi bộ bình thường sẽ là arukimas nhé aruku aruite mình sẽ viết lại nhá aruite arukimas nhé arukimas ok chưa nào hay thế thì chữ hán này ghép với những chữ hán khác chúng ta sẽ cách đọc là hô và biến âm của nó sẽ là gì đấy nhở là po ví dụ như là samposimas nhé samposimas và sau này chúng ta sẽ còn gặp cách, gặp cách những cái từ vựng Chữ Hán mà có cách đọc là bư hay là hư Thì những cái này sau này khi mà mình gặp thì mình sẽ gặp sau nhá Chưa cần phải nhớ đâu N4, N5 chúng ta cứ học thật là thoải mái, bình tĩnh Chúng ta cứ học theo những cái từ mà Mà cố Thanh cho ở đây là các bạn sẽ có đầy đủ kiến thức để đi thi N4, N5 rồi Không phải lo gì cả nhá Hay, rồi chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại những chữ này nhá Một là gì nhỉ? Aruite, so, aruite, Nè và hai là gì nhở? Nào, đây, chưa học chữ này nhưng mà phải đoán ra được đúng nào? Là gì nhở? Là SAMPOSHIMASU. Đấy, mọi người thấy không? Chúng ta chưa cần học cái chữ SAM đằng trước này mà chúng ta đọc được luôn thành SAMPOSHIMASU. Vì sao nhở? Vì thứ nhất là chúng ta có thể vừa thông qua từ vựng mà chúng ta có thể nhìn mặt chữ chúng ta đoán luôn đúng không nào? Hai, tiếp theo chúng ta có từ ARUKIMASU. Đấy. Mọi người biết không, khi mà học những cái kiểu như này ấy, sau này các bạn nhớ mở những cái quyển từ vựng của chúng ta, chúng ta che cái phần mà hiragana đi, các bạn thử nhìn vào cái phần mà người ta chú thích bằng kanji của mình á, xong rồi mình cứ tập đọc như thế đi thì chắc chắn là các bạn sẽ lên trình tiếng chữ Hán rất là nhanh nhá. Hay rồi, thế thì bây giờ à hết rồi à? Ờ, thế xong chữ Hán số 3 rồi phải không? Đúng không nào? Chúng ta sẽ bước sang số 4 nhá. Bài học hay quá nên là thấy nó quá là nhanh đúng không nào? Tiếp theo chúng ta học chữ Hán nguyên về là cấp Cấp này là gì nhỉ? Cấp này là cấp bách, là khẩn cấp à, Cái từ, cái từ gì chúng ta có động từ gì nhỉ? Trong bài xem nào, trong bài số 14 chúng ta có động từ isogimas Mọi người nhớ isogimas là gì không? Isogimas là khẩn trương lên đúng không nào? Isoganai, tôi cái này đấy nè à, Tức là mình phải khẩn trương, mình phải nhanh nhanh lên để còn đi không có muộn giờ học hay là muộn tàu chẳng hạn Đó thì chúng ta có những cái từ như sau thứ nhất tàu tốc hành này tàu nhanh nhá và tiếp theo là tàu tàu mà trong sách minh năng người ta chú thích là gì nhỉ tàu tốc hành đặc biệt trong cái bài số 5 đúng không nhưng mà các bạn có hiểu tàu nhanh và tàu à tàu tốc hành và tàu tốc hành đặc biệt khác nhau cái gì gì không tàu trên này là tàu nó bỏ qua một ví dụ bỏ bỏ qua một bến này được chưa nào còn cái tàu này nó sẽ bỏ qua nhiều bến hơn đó là đó là tàu nó đi nhanh hơn bỏ qua nhiều bến hơn à, bạn nào ở bên nhận chắc là sẽ biết cái này đúng không Tiếp theo chúng ta có động từ mà khẩn trương lên này Hay là sau này bài 40, 47 Chúng ta sẽ còn gặp từ kiêu nĩ là gì nhỉ? Là đột nhiên, đúng nào? Hay là kiêu kiêu xạ là gì nhỉ? Cấp cứu, nhá, cấp cứu Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về cách viết chữ hán này nhá Mời cùng nhau viết đã nào Thứ nhất, chúng ta có thấy có Cái màu ở trên đầu, đúng không? Sau đó chúng ta có cái này Nhìn như là cái thanh um, Ba xiên, đúng không? Xiên của, của chữ bắt giới, đúng không? Và cuối cùng chúng ta có bộ, bộ tâm hay, thế thì uh, chữ này có câu chuyện gì không nhở? Thực ra là chữ này mình không có câu chuyện gì cả, không có câu chuyện gì thú vị để kể cho mọi người nghe cả. Nên là, uh, ok thôi các bạn nhớ trai cho mình chữ hán này nhá. Bây giờ uh, chúng ta hay là chúng ta cứ bịa ra thử một câu chuyện gì đi. Uh, đầu người đúng không? Một người mà không à uh, khi khi mà vội thì uh... hay thì làm sao nhở? Thì uh, trong uh, bụng trong tâm của người ta trái tim của người ta rất là khẩn trương đúng không? khẩn trương Thôi rồi, các bạn nhớ chữ hán này viết cho mình nhé Chúng ta sẽ cùng nhau tập viết lại chữ hán này cho mình được không nào Hay không có ngồi liên thiên ra thành một câu chuyện nó chả liên quan gì Thì các bạn sẽ thấy khó nhớ hơn đúng không nào Chúng ta tập viết cho mình chữ hán này nhá Hay cứ nhớ chữ cấp này cô Thành không có câu chuyện gì cả Bên trên có cái đầu, bên dưới có cái càng ba xiên của chữ bất giới Và bên dưới có bộ, bộ tâm Hay, ok chưa nào Hay là gì nhỉ Mày mà không nhanh thì tao lấy uh, dao gì nhỉ Đâm vào tim Um, hay rồi chúng ta sẽ nhìn về cách đọc của nó nhá thì uh, nếu như các bạn đã biết từ vựng rồi thì chúng ta sẽ hoàn toàn không bị làm khó bởi cái phần cách đọc này đúng không nào đầu tiên chúng ta sẽ cách đọc là isogimas isogu trong động từ isogimas là khẩn trương đúng không nào nhanh lên đúng không nào hay câu số à hỏi câu số mà là cách đọc khi mà nó ghép với những chữ hàn khác chúng ta sẽ có cách có cách đọc là kêu thôi nào? ví dụ như là kêu cộ kêu cộ Tokyo Mình sẽ không nhắc lại nghĩa nữa nhá Tokyo Đây Còn bài 40 sẽ là Kyu ni Kyu ni Đọc qua Kyu hết đúng không Tiếp theo là Kyu kyu sa Kyu kyu sa Hai chữ Kyu đúng nào Kyu kyu sa Chữ này của chúng ta đọc là xạ Đúng nào Sa Hai cùng nhau ôn lại nhá Một là gì nhỉ Một là Kyu cô Kyu ko cô Kyu cô Hai là Tokyo Ừ Tokyo ba là isogimas isogimas nào đó là ba từ mà chúng ta cần phải nhớ với chữ cấp này nhá hay tiếp theo chúng ta sẽ đi uh, chữ hán cộng với việt là thiết thiết này là thiết gì nhỉ thiết này có nghĩa là cắt chúng ta có động từ cắt là gì à, mọi người hay xin mời mọi người động từ cắt là gì nhỉ có nhớ không là kiddimas nè rồi Kirimas. Um, từ này sẽ có một vài những cái từ chúng ta gặp ví dụ như là cắt này hay là kit bự lá là vé này rồi xin xét sự là gì nhỉ là tính từ đôi nàng nhà thân uh, tốt bụng đúng không nào hay là thân thiện đúng không nào kite là gì nhỉ? Là tem thư rồi và tai setzu là gì nhỉ? Là quan trọng. Và sau này chúng ta sẽ còn gặp từ ví dụ như từ shimekiri là gì đây? Là uh, hạn uh, hạn đúng nào, hạn chót này hay là kankidi là cái bóc những cái đồ hộp với cái mở cái đồ hộp ấy. Gọi mình có cái từ gì nhỉ? Cái 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 mà mở nắp bia hay là nắp đồ hộp á, đó. Hay là chúng ta có từ gì nhỉ? Kiremas trong bài 43 mình sẽ học nghĩa là hết hạn này đúng nào? Shimekiri các ta đúng nào? Hai thì, thì bây giờ nhìn về cách viết của nó nhá. Đầu tiên chúng ta thấy bên này có thấy quen không? Ngày xưa học N5 học số mấy đây nhỉ? Đây là số số 7 phải không nào? Và đằng sau cái này giống con gì đây nhỉ? Trong các bài bộ thủ nói về giống con gì nhỉ? Con con dao thì bây giờ mình tưởng tượng như này. Mình dùng dao làm sao? Mình cắt một cái gì đó thành thành 7 phần, nghĩa là cắt 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 cắt, cắt ra đấy đúng không nào? Thì cô thì cô giáo giải nghĩa cái từ này theo cái từ cắt như vậy nhá. Hay và chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về cái đọc này. Cách đọc của nó thì chủ yếu sẽ đọc là kỳ được ki ki trong kirimas nhé ví dụ như là ki này hay là ki không trong những cái từ khác này thứ nhất là kirimas này thứ hai là kipu này ok kipu tiếp theo là kite shime kiri. cần nhắc lại nghĩa không à, kan kiri nếu mà bạn nào đang trả lời là có cần nhắc lại nghĩa thì bây giờ mình sẽ nhắc lại nghĩa nhá kirimas <laughs> là cắt à, kipu là vé kite là tem shimekiri là hạn chót kankiri là gì nhở là cái mở đồ hộp đúng nào kiremas là hết hết hạn chẳng hạn ví dụ shimekiri là ta nhé và khi mà nó ghép với những chữ hàn khác nó sẽ đọc là setsu ne ví dụ trong hai tính từ mà chúng ta học rồi đó là Xin xét dự Xin mời mọi người xin xét dự là gì nhỉ? Xin xét dự là thân thiện tốt bụng đúng nào Tai xét dự là gì đây? Là quan trọng đúng không? Đó Hai cái từ này thì nó lại có nghĩa trả liên quan gì đến cắt đúng nào Đấy mọi người thấy hay không? Chữ Hán nó như vậy đấy Hay rồi cùng nhau ôn lại nhá Xin mời động từ cắt là gì nhỉ? Động từ cắt là là kirimas nè kirimas rồi chúng ta có cái gì đây nhỉ không biết từ này nhưng mà đoán được ra không nào học mặt chữ nào lá là, là kipu, isn't it? kipu. Tiếp theo chúng ta có gì nhỉ? thân thiện tốt bụng là gì nhỉ? Xin Shin, shinsetsu. Đấy, nào nhìn học mặt chữ nào. Tiếp theo chúng ta có từ gì nhỉ? kite, kite là gì nhỉ? kite là là cái tem thư đúng nào. hồi mà mình học cái chữ T trong bài à, học về chữ hán của N năm mình đã học chữ T rồi và chúng ta gặp cả chữ ký T rồi đúng nào thấy chưa cả chương trình học chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại từ vựng. Mọi người biết học từ vựng cách tốt nhất là gì không là chúng ta cứ lặp đi lặp lại cái từ vựng đó thôi nhá Chúng ta lặp hết từ uh, gì đấy trong uh, các bài về từ vựng này chúng ta lại lặp lại nó ở trong chữ hán N năm chúng ta lại lặp lại nó ở trong N bốn thế này làm sao mà không nhớ được cơ chứ đúng nào hay tiếp theo chúng ta có động à không phải động từ mà là tính từ tính từ tiếp theo là gì nhỉ thay xét dự thay xét dự là là quan trọng hay đó là về chữ thiết mọi người thấy học có hay không nếu mà hay thì nhớ bấm like hoặc là comment xuống bảo cô ấy là hay quá nha cô nhá hay chúng ta học chữ tiếp theo nhá đó là chữ tống tống này là gì nhỉ tống này là okurimasu là gì nhỉ là mình gửi Ví dụ các bạn có từ um, Tegami Okidimas đúng không nào? Trong bài số 7, từ tượng bài số 7 mình đã học rồi cơ. Đấy. Nhưng mà hôm nay chúng ta mới học động từ này bởi vì nó nằm trong chương trình N4 mà. Nên là mình không thể nào mà nhét cái động từ của N4 vào N5 cho các bạn học nó bị uh, khó quá đúng không? Thế bây giờ, bây giờ uh, ok, Okidimas nhé. Thế bây giờ chữ này um, hay, phải viết như thế nào, phải nhớ câu chuyện như thế nào. Bây giờ cứ mỗi lần vào một chữ Hán mà nhìn mặt câu thanh kiểu này là biết ngay không có câu chuyện gì thú vị đúng không nào? Hay cùng nhau tập viết đã nhá. Hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ok, 9 Hay thì cái này trong bộ thủ chúng ta nghĩa gì nhỉ? Là mang ý nghĩa là Sushumimas là gì nhỉ? Mình à, di chuyển trên đường đúng nào Thế thì bên trong cái chữ hàng này chúng ta thấy thấy tưởng tượng nhá Nắm ạ, vận dụng trí tưởng tượng để bắt đầu nhìn ra này Bên trên này giống như cái nơ của một món quà không? Rồi, giống như cái nơ hộp quà ấy mà, đúng không? Rồi mình vẽ đây. Đấy, Đúng đến nơi chưa? Chuẩn luôn đúng không nào? Mà bên dưới có chữ gì nhỉ? Chữ đại. Đại là gì nhỉ? Đại là to bây giờ, hiểu là một hộp quà thật là to. Chúng ta mang đi gửi cho ai đó đúng không nào? Đó là động từ Okurimasu nè. Đấy, đó là từ tống của chúng ta. Viết từ chữ Hán và nhớ được chữ Hán này chưa nhỉ? Hay, về cách đọc của nó thì trong chương trình N4 chúng ta chỉ cần nhớ cho mình cách đọc là okuru trong động từ okurimas này được chưa nào? Và sau này chúng ta sẽ gặp từ so này cơ. So với cách đọc là so của từ này trong với ví dụ như là từ sobekai là gì nhỉ? Tiệc chia tay chẳng hạn, đúng nào? Hay là gì nhỉ? Oku okurimas okurimas. Okurimas. Hay, ok. Tiếp theo, chữ Hán tiếp theo đó là chữ tập Chữ tập này là gì nhỉ? Tập này chúng ta có động từ là naraimas. Naraimas là mình học, mình luyện à mình học một cái gì đó đúng không nào? À, ví dụ như chúng ta có từ ikebana naraimashita, né? Tôi đã học gì đấy Ikebana. Rồi. Thế động từ Naraimasu học từ bài 7 này. Bài 19 chúng ta lại gặp từ tập này trong từ denshu, đúng nào? Denshu. Hay là bài um... Mấy hôm nữa chúng ta sẽ học bài 30 này, chúng ta sẽ thấy ngay đây, đó là từ Yoshiu. Yoshiu, thấy cách đọc là Shiu chưa? Yoshiu là chuẩn bị bài trước này, hay là à, bài 30 cũng bài 30 sẽ học là gì nhỉ? Hukushiu là ôn tập lại đúng không? Hay là Shiu kan, bài 38 sẽ học từ này nghĩa là thói quen tập quán này, hay là gì nhỉ? Siu di Hôm mà học về chữ ji này thì mình đã nói lại rồi đúng không nào? di này trong N5 thì đã học rồi. Thì à, cái từ này sẽ nghĩa là gì nhỉ? Chúng ta luyện chữ nhá, học tận bài 48 mới học cơ. Ok. Hay thì, thì bây giờ về cách viết nhá. Cách viết chúng ta sẽ thấy bên trên này là hai cái cánh chim đúng nè, Rồi. Rồi. Và bên dưới là màu gì nhỉ? Màu trắng đúng không? Đấy. Con chim đúng không nào? Con chim thì Bây giờ chúng ta tưởng tượng nhé, con chim thì con chim màu trắng chính như kiểu chim bồ câu á. Đó con chim màu trắng thì ngày nào cũng phải tập gì nhỉ? Cũng phải tập bay, tập luôn nhá. Đây nè, ngày nào cũng phải tập bay, vẫy cánh lên để tập bay đúng không nào? Đó là từ đá đài, Mas. Nhớ chưa? Rồi con chim màu trắng thì ngày nào cũng phải vỗ cánh để tập bay bên trên có cánh và bên dưới chữ trắng là con chim màu trắng nhá. Tóm lại mình tưởng tượng như con chim màu câu chẳng hạn, được chưa nào? Hay về cách đọc của nó các bạn sẽ nhớ cho mình những cách đọc như sau. Đầu tiên là động từ narau, naraimas ne, naraimas. Hay là ghép với những chữ Hàn khác sẽ đọc là jiu hoặc là shiu. Nhiều nhất thì sẽ là shiu đúng nào? Jiu thì chúng ta chưa có từ nào trong N4 cả nên mình không cho vào đây nhá. Chúng ta có từ den shiu, Ren là gì nhỉ? Là luyện tập. Tiếp theo này, yoshiu, yoshiu là luyện à, chuẩn bị bài trước khi đến lớp. Fukushu, Fukushu là gì nhỉ? Là ôn tập lại. Fukushu shimas. Shiu càng Shiu càng là gì nhỉ? Thói quen tập quán hay là siêu ji sẽ là luyện chữ nhá. Hai chữ này chúng ta học rồi đúng không? Nhưng mà từ vựng của nó thì tận bài 48 mới học cơ. Đúng không nào? Hai, ok. Rồi, đó là chữ tập cùng nhau ôn lại nhá thứ nhất là naraimas ne naraimas thứ hai là gì nhỉ ren ren shiu hai ren shiu. ok chị nào hay chúng ta đi tiếp những chữ hán tiếp theo nhá đó là chữ hán công việt là K. K này gì nhỉ ca này là k hát đúng không nào k hát chúng ta có từ k hát thứ nhất là gì nhỉ động từ hát sẽ là Utaimasu. hay là danh từ của nó sẽ là uta là bài hát học từ bài 9 và 18 học rồi này hay là bài 9 chúng ta cũng gặp từ có có cái gì nhỉ? Có cái từ ca bên trong này là từ kabuki hay là gì nhỉ? Kashu. Kashu thì bài 28 tới chúng ta sẽ học nghĩa là gì đây? Nghĩa là ca uh, sĩ. Hay thì bài 28 mới học nhưng mà biết trước rồi đúng không nào? Hay rồi, chữ Hán này sẽ em Ok, tập viết một lần nữa nhá. Một à, đúng nhỉ? Một đúng không nào? Chữ này mọi người nhìn thấy viết rất là oái oăm nhá. Một này, Hai, ba, bốn, xong rồi 5 này, đúng không? 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10. Đấy. Tức là viết như này. Đấy, xong rồi thế này. À. mọi người thấy phiền phức không? Thấy thấy cái nét nó bị hơi bị nhảy, nhảy nhảy nhau đúng không? Và đằng sau này, đấy. Nhưng mà thực ra thì chữ Hán khi mà chúng ta học cơ bản thì chúng ta nên viết theo đúng thứ tự nét. Nhưng mà sau này thì mình hay viết như này cho nó nhanh này. Đấy, các bạn viết như nào được nhá. Mới là viết chữ Hán đẹp là được. Đúng nào, với những chữ hán như này thì Ok, tập viết là một chuyện Nhưng mà thấy nó phiền quá thì chúng ta có thể Gọi là phiên phiến thì cũng được Chết lại để cô Thanh gọi lại bảo học sinh là học phiên phiến thì cũng được Thế không được đúng không? Thôi các bạn cứ viết chỉnh chu cho mình nhá Đấy, Rồi thế chữ Hán này chúng ta sẽ hình dung chữ Hán này như sau bên Các bạn tưởng tượng đây cái mồm đúng không? hai cái mồm đúng không? Bên mình tưởng tượng là bây một dàn hợp sướng rồi các bạn gì nhỉ? À, như kiểu là các bạn mà đứng hát này thì các bạn gì nhỉ? Xếp hàng trên hàng dưới và chỗ này là người đúng không nào? Và chúng ta tưởng tượng cái tay giống như là mình đang cầm mic á. Đó. đó. đúng không nào? Đấy, một dàn hợp sướng hàng trên hàng dưới này, mọi người đúng nhỉ? Và chúng ta đứng cầm như kiểu là mình đang cầm mic để hát ư tai mas ne ta. Chúng ta có danh từ là ư là bài hát đúng không nào? Hay nhớ được chữ hán này chưa? Đó là chữ hán này nhá. Chúng ta sẽ nhìn về cách đọc của nó này Thứ nhất cách đọc là uta ta bình thường sẽ là ư ta bình thường sẽ là danh từ sẽ là bài hát hay là ư tai là hát và nó ghép với những chữ hán khác sẽ đọc là ca ví dụ trong từ kabuki ừ. kabuki là kịch kabuki đúng không nào Thế tiếp theo chúng ta có từ kashiu kashiu là gì nhỉ ca sĩ chữ ca và chữ thủ là tay đúng không nào à, tay hát thì sẽ là ca sĩ nó người hát đúng không hay là chữ K nhá, mình cùng nhau ôn lại nhá. Một là gì nhỉ? Bài hát sẽ là uta né uta. Tiếp theo này, utai mas ne utai mas. Kabuki. Ok, kabuki. Hai, kabuki. Đó là chữ số 8 rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước sang chữ cuối cùng của ngày hôm nay, đó là chữ con Việt là chung chung này gì nhỉ? Chung này là owarimasu cũng là của bài học ngày hôm nay luôn đúng không nào? Chữ cuối cùng. Nghĩa là kết thúc đúng không nào? Chúng ta có động từ owarimasu là kết thúc này hay là đi là cuối cùng đúng không nào? Hay là ví dụ như là ừ, cuối cùng của câu chuyện này, cuối cùng của bộ phim này đúng không nào? Hãy à, chữ hán này thì bên bên phải à bên trái này chúng ta thấy trong bộ thủ đây là chữ gì nhỉ? Đây là à, sợi chỉ đúng không nào? Sợi chỉ. Và bên này là chữ gì nhỉ? Là mùa. Mùa đông đấy hay thế thì mình sẽ là câu chuyện về chữ hán này như sau đầu tiên chúng ta thấy bên này là gì nhỉ bộ chỉ đúng không? bên này là gì đấy đây là mùa đông thì bây tưởng tượng ví dụ như cô thanh đúng nào cô thanh thì đến mùa đông thì làm gì là mang chỉ ra để đan gì nhỉ đan áo đan khăn cho cho ông dũng đúng nào cho thầy dũng thì đến hết mùa đông là cũng xong nhưng mà hết mùa đông rồi thì còn mặc nữa không không mặc nữa thế nên là lại bỏ dọ đi đúng nào nhớ chưa đó là cô thanh gì nhỉ vào mùa đông thì đan đan xong cái áo bằng chỉ cho chồng đấy đan xong cái áo bằng chỉ cho chồng <laughs> <laughs> hai ok. Về cách đọc của nó chúng ta sẽ nhìn thấy như sau. Thứ nhất là đọc cái động từ này, cái từ này nó sẽ chỉ đọc là ô ví dụ trong những cái động từ ví dụ owa oe owa di mas owa di đều đọc là o hết nhá. Còn những cái cách đọc là oe được hay là siêu này chúng ta chưa gặp thì các bạn cũng chưa cần phải nhớ cho mình Thế nào. Sau này chúng ta sẽ gặp sau nhá. Hay rồi, owa di mas ne, owa di mas và owa di. Rồi, owa di Ok và như vậy là đến đây chúng ta đã học xong chín chữ Hán của bài ngày 26 ngày hôm nay. À, khởi đầu thì nó hơi dài một chút và hôm nay chúng ta chủ yếu học về các động từ đúng không nào. Đầu tiên là từ gặp này, cùng nhau đọc nhá. Gặp này à, cử động này, vận động này, rồi chữ đi bộ này, rồi chữ khẩn trương lên này, isogimas này hay là chữ gì nhỉ? kirimas là cắt này, rồi chữ gì nhỉ? gửi này, okurimas Naraimas là học này Tiếp theo chúng ta có từ hát Utaimas và Owadimas Đó là chín động từ trong bài ngày 26 hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học rồi đấy và cuối cùng thì sau khi chúng ta học được toàn bộ những uh, cách đọc cách viết của chữ hán như này rồi thì các bạn hãy dừng màn hình lại các bạn làm cái bài tập mà trong tài liệu của chúng ta có về cách đọc của chữ hán sau đó sẽ cùng quay trở lại cái màn hình này và để cùng với mình check đáp án nhá và các bạn yên tâm là những cái bài tập mà ra trong uh, cái câu hỏi mà ra trong bài tập đấy thì bao giờ là những cái từ mà chúng ta đã gặp ở trong bài học rồi nên là các bạn chỉ cần nhớ cho mình cái số lượng từ vựng như vậy là ok nhá Hay và chúng ta sẽ cùng nhau chữa phần bài tập nhé Câu số 1 này mọi người cùng nhau đọc nhá. kiểu kai kyo kaisha no hito to aimashita Kaisha chữ hộ chúng ta học đúng không? Kaisha no hito to aimashita. Đứng một mình sẽ đọc là ai đúng nào. hôm nay tôi đã gặp người trong công ty đúng nào. Tôi đã hẹn gặp người trong công ty này. Câu số 2 này. Mọi người cùng nhau đọc nào. Kaigi wa desu ne. Kaigi wa doko de arimasu ka? 1 gì nhỉ? Cái này arimas thì chúng ta sẽ dịch là gì nhỉ? Cái cuộc họp được tổ chức ở đâu vậy? Nó được tổ chức ở gì nhỉ? Ở phòng họp tầng tầng 1. Được chưa nào? Câu số 3 này. Kokkai, được chưa nhỉ? Kokkai Kokkai gijidō e kenkaku shitai desu ga dō sureba ii desu ka? Câu này chúng ta sẽ dịch là gì nhỉ? Tôi muốn vào tham quan tòa nhà quốc hội Kokai Gijido là tòa nhà quốc hội chúng ta học trong phần từ vựng rồi đúng không nào? Thì nên làm như thế nào hay làm như thế nào thì được ạ? À. Câu số 4 này Moskoshi hayaku cứ ka? Ok, arukemasu Là gì nhỉ? Là cậu có thể đi nhanh hơn một chút được không? Tiếp theo này Câu số 5 Jidousha desu ne Mọi người làm đúng hết không nhỉ? ne Là gì đây? Là là cái xe ô tô sẽ à, sẽ chuyển bánh đúng là sẽ chuyển bánh đấy. Hãy hãy chú ý nhé. Ugokimasu chúng ta hiểu cái ô tô thì chúng ta sẽ dùng từ chuyển bánh đúng không nào? Câu số 5 à câu số 6 này. Ichou ni koen no sanpo. So. Sanpo shimasen ka? Sanpo shimasen ka? Là gì nhỉ? Cậu có muốn đi đi công viên cùng tớ không đúng không nào? à, hay câu số 7 này do kirai nan là gì nhỉ? tại sao anh lại ghét động vật vậy câu số 8 này kore wa gì nhỉ kyuko desu ka kyuko desu tokyo desu ka là gì đây nhỉ đây là đây là tàu tốc hành hay tàu tốc hành đặc biệt vậy tàu nhanh hay tàu nhanh hơn đúng không nào Câu số 9 này Sumimasen Nebo shimashita Né Xin lỗi tôi đã Tôi đã ngủ quên Tôi sẽ Tôi sẽ khẩn trương Đúng nào Tôi sẽ khẩn trương đi nhanh Đấy Ý là như vậy nhá Câu số 10 Uchi kara gakko ma Né Gì nhỉ Sa an jipung Đi bộ từ Đây đi bộ đúng không Đi bộ từ nhà đến trường thì 10 10 phút Đúng nào Tiếp theo nhá Câu số 11 này Kite Né Kỳ tệ, kỳ là gì nhỉ mọi người nhỉ? Kỳ tệ là tem thư đúng nào? Kỳ tệ ga 82 yen ni narimashita. Là gì nhỉ? Là cái tem thư bây giờ đã, đã có giá là à, có giá là 82 yên nhá. Câu số 12 này, <laughs> 1 nen ni nan kai kami o kirimasu ka? So, kirimasu ka? Là một năm bạn bạn cắt tóc bao nhiêu lần vậy? Đúng nào? Câu số 13 này, tai setsu na mono o Chỗ này sẽ là tai setsu na mono なくしてしまったことがありますか? Bạn đã từng bao giờ cái vết tạc tô ga arimasu chúng ta học rồi là đã từng bao giờ đánh mất những cái đồ hay những cái thứ quan trọng chưa? Câu số 14 này. Vietnamizin và totemo Người Việt Nam thì vô cùng là thân thiện tốt bụng. Và câu số 15 này ima mail o Tôi đã bây giờ tôi đã gửi đã gửi mail rồi. Đó. Câu số 16 này tiếp theo nhá. Mo sugu fuyu ga owarimasu là gì nhỉ? Là mùa đông sắp sửa kết thúc rồi. Hay tiếp theo câu số 17 này. Nihon no kabuki so Nihon no kabuki o shite masu ka? Minasan shite masu ka? Là gì nhỉ? Bạn có biết cái nhạc kịch kabuki của Nhật Bản không? Câu số 18. Haha wa uta desu ne. Uta o utau no ga gì nhỉ? Jose des là mẹ tôi đúng nhỉ? Mẹ tôi thì rất là giỏi việc gì đấy? Hát, hát các bài hát. Câu số 19 này, cái gì nhỉ? Han sensei ni Betonamu go nadaimas. Tôi học tiếng Việt từ cô gì nhỉ? Cô Hạnh. Và câu số 20 nhá. Câu cuối cùng mọi người cùng nhau đọc nào. Hai se no. Jido hanbai ki. So. Jido hanbai ki. kippu desu Kippu Khai mát là tôi sẽ, tôi mua gì nhỉ? Tôi mua cái mua vé bằng máy bán hàng tự động đúng không nào? Vé. Hay như vậy là chúng ta vừa kết thúc xong 20 câu luyện tập của bài số 26. Các bạn làm đúng hết không nhỉ? Hay nhớ là phải làm đúng hết xong rồi mới học tiếp sang những phần khác nhé. Và bài học của mình hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học tiếp theo. Mình đã sẵn ở Tsukai desu. Bye bye!